các cụ có câu là 17 bẻ gãy sừng trâu, hay là một câu nói rất là hay là gì, gái thập tam lam thập lục. Ở những cái tuổi dậy thì ý lực của con người ra rất là mạnh mẽ, đặc biệt là con trai thì xương khớp cực kỳ khỏe mạnh. Trên đá bóng, đá cầu hoặc chơi thể thao ngã như ra như hôm trước hôm sau là khỏi ngay. Thế nhưng mà nếu mà 18 tuổi đã đau hết tất cả khớp ngón chân ngón tay này thì là dấu hiệu của những người mà thận suy yếu. Vì thận khi mà nó yếu thì nó không sinh ra được corticoid nội sinh, cortisol nội sinh. Và cortisol thì nội sinh thì có tác dụng là kháng viêm lại tất cả những cái viêm nhiễm hoặc là gân cơ xương khớp rất là mạnh mẽ. Và rất dễ gặp ở những cái người mà gì, cháu bé khoảng 14-15 tuổi, có nhiều các anh đã dạy các em cái thủ dâm nguy hiểm kinh khủng luôn. Và thậm chí có những cháu bé mà khoảng 22 tuổi đã gọi đến thầy ơi em cháu bị hết tất cả chứng bệnh nọ bệnh kia, dấu hiệu của suy thận. Thì nếu mà cháu thủ dâm thì cháu phải khai báo trước, đặc biệt là khai báo với chú thôi chứ không phải khai báo với bố mẹ nhé. Phải gọi điện mình hỏi kỹ thì mình có cái hướng dẫn cũng như là cái cách dùng dược để cho nó cân bằng lại. Và cũng gặp ở những cái đồng chí là không thủ dâm nhưng mà ví dụ như là bị chứng cảm mạo phong hàn nhiễm lạnh mà gia đình hoặc là chữa nó không đúng thì dẫn đến trạng hàn thấp vào trong người, nó gây ra tình trạng thận nó bị suy yếu, cũng gây ra tình trạng này. Và nó chỉ mất khoảng độ chưa đến 3% là những người có dấu hiệu thận yếu bẩm sinh. Hy vọng rằng là cháu bị nhẹ thôi và chắc chắn là có bệnh thì phải có phương pháp để chữa. Và cái bệnh này thì tốt nhất là nên điều trị sớm, còn để lâu ra thì loạn sinh ngậu lắm. Đặc biệt là nếu có bị viêm đau này thì tuyệt đối không dùng những cái thuốc cortisone nội sinh bằng dược, ví dụ như với thành phần có để dexamethasone hoặc là prednisone, nghĩa là cái thành phần mà có hydrocortisone thì là phải tuyệt đối không dùng và phải tìm được ra gốc của vấn đề và hồi phục sớm. Xin chào.